đây là lần đầu tiên mà câu lạc bộ thiết kế thời trang Đại học Hà Nội phối hợp cùng với một đơn vị rất chuyên nghiệp, đấy là Lotte, tổ chức một cái cuộc trưng bày và trình diễn những sản phẩm thời trang để chào mừng năm mới 2024 cũng như là Tết Giáp Thìn 2024 của chúng ta. Các trang phục lần này HFC mang đến triển lãm cùng với Lotte Department Store là những trang phục xuất sắc nhất của ngành thiết kế thời trang Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, với 3 bộ sưu tập tiêu biểu, đấy chính là bộ sưu tập BI của nhà thiết kế Cao Huyền, bộ sưu tập Lân của nhà thiết kế Hoàng Thu Trang và bộ sưu tập sắc nước Việt của nhà thiết kế Minh Hàn Nguyên. Rất là may mắn lần này bọn em được kết hợp với Lotte và mang các sản phẩm có hơi hướng của truyền thống như là hát bội, lân mang tới đây để trưng bày cho sự kiện Tết lần này. Các sản phẩm có hơi hướng truyền thống kết hợp với hiện đại tạo nên một cái không khí văn hóa giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Vâng, có thể nói là việc mà các nhà thiết kế trẻ được định hướng cũng như là những người chủ động chọn các cái chủ đề liên quan đến văn hóa truyền thống để đưa vào trong các thiết kế sáng tác của mình, nó là một tín hiệu vui, bởi vì chúng ta biết là trong cái thời đại công nghệ số cũng như là sự phát triển rất nhanh chóng của thế giới thì những cái yếu tố văn hóa này nếu như không được các cơ sở đào tạo hoặc là các nhà thiết kế thời trang nói riêng, những người làm nghệ thuật nói chung lựa chọn để tiếp tục phát triển nó, duy trì nó và quảng bá nó, thì trong một tương lai không xa chúng ta có thể sẽ không còn được nhìn thấy. Xin mời mọi người ghé qua Lotte 54 Liễu Giai để có thể trải nghiệm và xem các bộ sưu tập đặc sắc tại đây ạ.